Thôi cha già này sao lâu vậy trời, có các nghe rõ, nghe rõ mà. Ờ nghe rõ mà, vậy là cái phone của mày á. Rồi cha sắm tuồng lâu vậy? Còn son phấn nữa, mệt thiệt. Rồi trời ơi, thằng quỷ 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 nha. Rồi chưa? Rồi thì vô đi, rồi Facebook nha. Facebook, ok. Trời, gặp cái ông lãng tai nữa. Ồ, mà cái ông lãng tai, cái ông nguyên hối nhà nhà ta là ông bị lãng tai. Ừ, ok. Cái đèn nó chói quá, tắt thử coi. Ok sếp. Ồ, dạ tắt, tắt có lên tắt thấy chữ rõ hơn. Đúng rồi, ok. Tôi ngu quá, nãy tôi có mở cái đèn lên hoài. Mạnh quá, ok. Rất là tốt rồi Ok. đó. Ok. Good À, chào morning. anh chào với lại tất cả mọi người ở dưới đi. À, chào mọi người ở dưới diễn đàn nha. À, Ok, chào chào quý good một good good night à, good night ở Việt Nam. Đúng rồi, Việt ok. Nam bây giờ, Sài Gòn mình bây giờ, Việt Nam bây giờ cũng phải 10 giờ đêm rồi thì nó Đúng là rồi, good chín 9 giờ. giờ chào buổi tối được rồi, ok. Ok, chào buổi tối, ăn À, cơm, ok. ai ăn cơm thì chắc ăn cơm rồi. Rồi đúng rồi. Bây giờ người ta đang quay quần ở trong mâm cơm mà có thể là người ta nghe hai hàng già nói chuyện. TV. Nghe đúng rồi, lâu lâu nghe lâu Chào lâu quý rồi. vị, chào các Nếu người bạn. ta yêu mình quá thì người ta tắt tivi, người ta coi hai hàng già nói láo, người ta nói xạo. Còn không có thì còn họ có hai cái lựa chọn, một đó là họ coi TV hay là họ coi mình, mà tôi Đúng nghĩ là rồi, họ vậy coi tôi đơn TV nhiều giản. hơn là họ coi Đúng mình. rồi. Ok thì rồi ok thì cách đây vài bữa thì thơ quan đó là một cái chủ đề là cũng có rất là nhiều người hưởng ứng là nói về cái vấn đề là, Sài Gòn ngày xưa là được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Ông Đông. là Hòn ông gì á, Hòn Đông thì mình tôi có có nghe. làm cái đó là rồi, nhưng mà nói một cách khác là chỉ có mình tôi thì nói không hết ý, tức nghĩa là có giữa người mà cùng thời điểm cùng sinh sống vào những thời gian đó, cùng sống ở cái xã hội đó, và từ nhỏ tới lớn như thế nào, nhận xét thế nào, và bà hay gọi là những người lính á, là tức là ý tôi muốn nói là cái điều là những cái chứng nhân của lịch sử và lý do tại sao, và chúng ta thường thường á ở đây nó cũng có nhiều cái YouTube rồi những cái người mà họ xuyên tạc về đất nước Việt Nam mình thì họ nói là u bồi xưa sướng lắm, ăn đồ Mỹ, trời ơi ăn đồ bơ sữa canh gần, nói chung là tất tần tật mà họ không hiểu lý do tại sao. Thì sẵn hôm nay tôi nói với anh thì bây giờ chúng ta đều mình nói sơ qua một chút xíu về 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 chỗ đó ha. Rồi, chào Kiên Giang, chào ai ơi Việt, Nói chào Đồng Giao lần nữa nha, chào mọi người ở gì? dưới nha. Anh cho cái máy cho lên cao chút sẽ để thấy trọn cái mặt, cho anh để cái mắt lên chút xíu nữa đi. Có nghĩa là anh cho đỡ lên là lên, anh kéo cái máy anh chú đỏ vậy đó, ở bên đó để thấy được. Rồi, rồi, Xin rồi. lỗi nha, xin lỗi. Không có cái chân hả? Không có cái chân hả? Có cái chân. Có cái chân mà ờ rồi được rồi, vậy được rồi đó, rồi vậy được Được rồi đó, chưa? ok rồi rồi ok Được hả? rồi 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 Ok. ok Họ khoan, trước khi mình nói chuyện mình hỏi tất cả mọi người ở dưới có nghe rõ không, có nghe rõ hai ông già nói chuyện không, nói rõ thì rõ chứ để mình thao thao bất tuyệt không, ở dưới không nghe được cái gì hết chắc uổng công lắm, tại vì mình lớn mình già ra khi mình cắt đứt cái dòng tư tưởng của mình nó tự nhiên mình nói lại nó không được, Đúng rồi. nó khổ vậy đó. Thật ra giờ hỏi trước Anh có em còn trẻ ok không, tuổi có đó. ok không mọi người. Rồi ok rồi rồi tới tới rồi Anh rồi em còn trẻ tuổi đó thì là anh em nhiều khi thấy tụi mình lẩm cẩm anh em cười, nhưng đúng mà để tôi rồi cảnh cáo với anh em này nè, bây giờ nếu mà trường hợp mà quý vị là 30 tuổi ấy, thì 40 năm nữa quý vị sẽ y chang như tôi, không đừng có nói cái đó là on cái luật của đơ gì cả. cuộc đời rồi, luật họ không cho luật của đâu, tạo không cho hóa, đâu, luật không cho đào đâu thải, đào, luật đúng rồi, của luật tạo đào, sự hóa đào là thải. ai cũng phải già. Có mình có hai cái luật, thứ nhất là cái luật tạo hóa là thằng nào cũng phải già cả, Đúng rồi và cái luật luật đào thải là thằng nào già rồi là phải đi đúng đi ra khỏi ngoài xã hội và đi ra khỏi cuộc đời. Ok, chào tất chào tất ê cả mọi người. lẩm rẩm coi vậy mà cây cỏ nó sướng anh, đùi nó hưởng phước nó hưởng phân, rồi tại vì mình xuống chứ là mình nuôi cây mà. Anh nói chuyện phân rồi nói chuyện cây cỏ. Tôi bắt đầu tôi nghĩ về tôi có nghĩ về cái chuyện mà sau khi mà tôi mất đi đấy, thì tôi không biết là tôi mất ở đâu, tôi không biết là tôi mất lúc nào,
Nhưng mà tôi biết là khi mà tôi mất là tôi sẽ thiêu và tôi sẽ dùng dùng mang cái phần tro nó về Việt Nam, với tôi giải xuống 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 một cái lắm ruộng nào là tôi làm, rồi sau đó là tôi để đó một cái bàn hay là Ông một nói cái sớm quá làm tôi sợ vậy thôi mình nói nữa. không? Thôi 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 sợ mình ghê. thôi thôi mình Thôi, không nói mình nữa còn thì ngồi mình nói chuyện được thì mình đừng có nói chuyện ok thì xui mình nói khác nào. xẻo Ok không không với không cha không 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 quỷ. không là tại vì nghe nói là cây cỏ nó ăn mình á, thì tôi thì mình thấy Thì một rõ cái bạn ràng mình là rồi, đó là đúng quy rồi. tắc. Hồi xưa hồi nhỏ có cái câu đố thiếu lâm mà thường thường nói chuyện về ví dụ mà coi như là cây cỏ với lại cái mình chết đó, thì Con có người á, đúng là con người nó lẫn quẩn mấy cái từ thôi. Thì hồi nhỏ tụi nó đố nhau mà đố thiếu lâm đó mà, không? thì thôi bây giờ bỏ qua những cái Ừ. này cho nó vui vui rồi. Ok. Ok. À đây, ngày hôm qua thì lên diễn đàn của Thơ Quang thì có rất là nhiều người ủng hộ về vấn đề coi như là mình nói chuyện về vấn đề mà lý do tại sao mà gọi là có hồi Ngọc Nguyễn Đông. À, thì theo Ok. mình cũng đã nói sơ sơ rồi, thì hôm nay anh thì anh có cái gì anh bổ sung thêm không, mà anh bổ sung thêm không? Rồi Anh đợi mình chút nha. rồi thấy không, em già có cái y chang vậy. Mà cái đèn, Tao đi kho cá, ổng người rửa mà cái chén đèn, cậu ra rửa chén hơi dữ. không mà cái đèn Rồi ok rồi thì cho nó ấm ấm chút cả nhà. Đợi 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 chút cái đèn rồi thấy chưa đó, đó. thấy không? Rồi thấy chưa, có khác gì tao đâu, hay là như tao với ổng hộp gu hộp rơ thì phải. Sáng là buổi sáng này nó cũng ok. Ok anh, mình nghe anh nói có Hoàng Ngọc Viễn Đông thì mình cũng không biết anh sao, chứ còn là mình có nói là Sài Gòn đó là từ năm 1958, năm Đúng rồi. 1958 đến năm 1958, năm 19 cho đến năm 1975 sau khi mình rời đi, Đúng rồi. thành thử ra những cái gì mà của Sài Gòn đó là cái thành phố đó là của thành phố hiện tại bây giờ, thành Sài Gòn Gia Định, hay là mình gọi gộp Thành phố Hồ chung Chí Minh. lại đó là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì là cái thành phố đó là mình lớn lên ở đó mà mình Thì tôi cũng lớn, mình tôi cắt lại anh chút nhá là tôi không khác gì anh lắm. Tôi thì nhá nói chung là coi như là mình gọi là mấy ông mấy trong xứ là từ gọi là gì, nguyên quán. Nguyên quán tức là quê hương của ông già mình chứ không phải là của mình. Nguyên quán tức là ông già mình. Thì tôi đẻ ở ngoài Quảng Ngãi thì được 3 ok. tuổi, 3 tuổi thì ông già bốc vào Sài Gòn. Thì từ 3 tuổi tức là 3 tuổi thì lên từ ở thành ở bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn là ở liết riết tơ ly lính tới bây giờ luôn thôi. Có nghĩa là tôi với anh cùng đồng niên, cùng sống ở Cùng một cỡ thời gian rất là dài, hình như gần như là cả cuộc đời, cả cuộc đời cả cuộc đời. Thế thật ra thì chắc là mình không lạ lẫm, về mình không lạ lẫm mà mình không 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 có nghĩa là ngóc ngách những cái chuyện mà ở nó gọi là hồi Ngọc Viễn Đông. Thì hôm nay mình đi sâu vấn đề chút, tại sao rồi lý do trong hồi Ngọc Viễn Đông nó có những cái chuyện gì mà ngày hôm qua mà tôi còn thiếu, tôi chưa có nói ra, thì hôm nay nhờ mời xin anh bổ túc thêm. Rồi có cái gì đó là mình lan man hoặc về câu chuyện về vui về vấn đề xã hội cũ đại khái vậy. Rồi Thưa anh, ok, thế cảm này. ơn. Khi mà mình nghe cái anh nói cái Hoàng Ngọc Viễn Đông này, thì thực sự trong cuộc đời của mình không có nghe nhiều ở lúc ở Sài Gòn. Mặc Đúng rồi. dù là mình đã lớn lên ở đó, mình đọc là ông cụ ông bố mình là bao giờ cũng đọc báo, ngày nào cũng đọc báo, ngày nào cũng nghe radio. Mình không có nghe, mình chỉ có nghe đến Đúng rồi. lâu lâu mình đọc trong sách sử đồ, mà sách của mình Tây nó nói vậy, chứ còn mình cũng không có để ý nhiều. Mà đặc biệt là ngoài đời là Tôi mình cũng không giống như anh, nghe, tôi cũng giống như anh. mà tại vì Bởi vì đời sao mình biết không? nói hết rồi. Bởi bởi vì sao chỗ này là từ ở trong nước tôi cũng không nghe, từ cái ngày mà cũng Không, không nghe, không nghe đi đâu. Chỉ trừ trường hợp sau này qua đây có những cái nhóm mà nó gọi là như là chống lại Việt Nam mình thì nó mới dùng cái từ và Hoàng Ngọc Viễn Đông, chứ thực chất ngày xưa giờ mình không có nghe, nó thẳng không từ biết hồi đâu. không có nghe đó, nói vậy rồi ok anh. Thì anh thế này nè, mình có đọc ở đâu đó, ở trong sách vở, trong trong báo chí, rồi lâu lâu mình đọc thấy chồng một chữ hết, chứ còn mình nghe là đặc biệt mình không nghe. Tại vì chứ anh thế này là cái Sài Gòn mình lúc đó mình nó rất là khổ anh. Quay vậy chứ nó không có cái quỷ gì cả. Cái Sài Gòn này, cái Sài Gòn ngày xưa là nó từ, tôi nghĩ là nó kéo từ nó con đường Hồng Trật Tự của tôi đó, con đường Hồng Trật Tự là con đường cái gì đó Nguyễn Thị Minh Khai cái gì đó, thì nó chạy đây là từ, nó chỉ có khởi đầu là từ
cái chân cầu Thị Nghè bên kia chú Sở Thú á, nó chạy dọc một con đường như vậy, là nó chạy qua Dinh Độc Lập, nó chạy qua Dinh Độc Lập rồi nó chạy đến Tới qua cái bờ sông Sài Gòn là hết rồi. dạy rồi hết rồi anh, mà Tới cái đâu có Bài cái Son, gì nhớ nhớ cái Bài Son không? Nhớ đấy, cái hãng Bài cái Son đường không? Ba Son Đó, thì tới cái đường Bài Ba Son Son là nó đã nằm hết rồi. ngang, thì cái bề dọc của nó là bề bề ngang thì nó là bị một một bề bề ngang bề dọc ở dưới này á, bề ngang của nó thì nó bị chắn bởi con sông con kênh Nhiêu Lộc, bề một bề tức là nó chắn bởi con sông Sài Gòn, bên kia thì nó chắn bởi một con đường Phan Thanh Giản hay là một cũng cũng một con kênh Nhiêu Lộc đây, tức là qua khỏi con kênh Nhiêu Lộc một cầu Bạc Mã Hồng đó, tức là nó thuộc về Gia Định rồi, thành Rồi thử cái rồi. Sài Gòn nó rất là nhỏ. Thế này nè, mà bây giờ mình có thể chia cái Sài Gòn đó mình là thành hai thành phần, hai khoảng thời gian. Một là khoảng thời gian là từ lúc tôi với anh sống lúc đó năm 1957 58 đến năm 1963, tức là lúc đó Sài Gòn mình còn rất rất còn nghèo nhá, cả nhà tôi ông bố tôi đi làm chỉ cả nhà tôi là chỉ có một cái chiếc xe đạp thôi, một chiếc xe đạp. Mình nhìn vào cái tài sản ở trong nhà thì mình biết là cái nhà mình thế nào. Lúc đó mình mới vô công việc không có gì cả, chỉ có một mình ông bố đi làm thôi. Ông bố tôi đi làm may mà mua được một cái có cái xe đạp để mà đi, đó là tại vì ông bố tôi làm bên bên Quan Phế rồi, làm trên cái nhà Đoan ở Thương Cảng Nhà Rồng á, Nhà thì đại Đoan. khái là mình đấy là mình hải đoạn hải quan đó, thì mình biết là như vậy. Và cái cuộc sống trong nhà trong ấy anh biết không, rất là đạm bạc anh ạ. Bố làm công chức mà chúng tôi đi học lúc đó đâu có buôn bán gì, thành thử nó rất là đạm bạc tại vì mình hiểu á, mà đó là cái gia đình mình là coi gia đình là trung lưu, là có ông bố đi làm công chức, còn thứ anh ở trong xóm tôi ở xóm Thị Nghè đây, xóm rất là nghèo, xóm rất là nghèo, mình hiểu cái chuyện đó. Để tôi thưa với anh là thế này, chỉ cho bây giờ mình chia ra thành cái năm 1900, từ hồi nào, tụi mình vô Sài Gòn đó, cho đến năm 1963 thì nhá, tại mình ở Sài Gòn thì mình biết là chỉ trong có một đến năm 1963 đó, thì mình kể ngược lại đến năm 1963 là đảo tránh ông Ngô Đình Diệm Rồi thì lính Tráng kéo nhau về đó giết ổng nhá, năm 1961 đảo tránh ông Nguyễn Tránh Thi cũng đánh nhau ở Sài Gòn. Từ năm 1961 đến năm 1963 thì ở giữa đó có hai cái cuộc thả bom của ông phi công Phạm Phú Quốc với Nguyễn Văn Cử đấy, thành thử là chỉ trong một thời gian ngắn thôi đó mà loạn lạc đến như vậy đấy, nghĩa là anh em mình đánh nhau, anh em mình giết nhau ở trong cái Sài Gòn của mình, cái đó là mình nói là trong một cái Sài Gòn nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay của anh thôi, còn ở ngoài này nó cái mình không biết, tại vì thưa anh này, tôi ở Sài Gòn, tôi ở bên Thị Nghè đây, mà Thủ Thiêm tôi không dám qua, rất là sợ loạn lạc, Thủ Gò Thiêm Vấp tôi không là dám đến, ruộng không à, không có cái gì cả, ruộng không à. Gò Vấp mãi đến sau này tôi không dám đi, từ Sài Gòn mà về đến Gò Vấp bây giờ nó là cả một con đoạn đường rất là xa vời, không bao giờ mình dám nghĩ đến mình đi, thành thử ra là nói là cái Hoàn Ngọc Viễn Đông con thì thiệt, nếu mà mình chỉ nói đến năm 1963 nó thì đấy cái những cái hình ảnh của tôi, những cái không gian của tôi sống ở Sài Gòn năm 1000 đến năm 1963 là như vậy đó anh. Với Đúng anh rồi, cầm à, và đúng các rồi. bạn thưa anh. Thì anh ở bên Thị Nghè thì tôi cũng đâu có khác gì anh, tôi ở ngày xưa nó gọi là con đường Chi Lăng, anh nhớ không? Con đường Chi Lăng tức Ok, là biết, từ biết. chợ Bà Chiểu chạy thẳng lên ngã tư Phú Nhuận, Về thì tôi đất, ở đúng đó rồi. mà đấy, Ok. vì tôi ở đối diện với lại trong có một cái ngõ sâu vào nó gọi là đường Trần Kế Xương, từng đường Ok. Trần Kế Xương tức là đối diện với cái bốt cảnh sát Hàng Keo, thì tôi ở trong cái hốc Bà Tó đó, gia đình tôi ở đó, tôi ở với mẹ tôi ở đó. Biết. Thì ở trong đó thì cũng giống như anh thôi, nó cũng thời điểm đó không ai giàu cả, không ai cả, toàn là giữa người thuộc dân dạng như vậy, xích lô xe đạp xe Vậy ngựa nó thôi, thôi, vậy 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 thôi, không có cái gì là chào giờ hút luôn. Mấy cái thằng nào mà nói thì cơm không đủ ăn, thậm chí còn nhiều có gia đình còn là ăn khoai khổ ăn lắm anh, củ đủ, khổ lắm rất là cực. đó. Đến một năm 1963 bắt đầu, khi mà đảo tránh ông Diệm mà giết ông Diệm rồi thì bắt đầu thì có xuất hiện lính Mỹ Đúng rồi. đấy, rõ ràng thì thời đó đó
anh biết từ con đường mà từ Tân Sơn Nhất mà về tới cái đường Chi Răng mà thì đó, có một cái hãng gọi là hãng RMK, nó làm một cái con đường, nó làm một cái đường ống cống dài trải dài, Ok. thì tụi tôi thường Dạ. hay ra chơi, nhưng mà nó khổ nổi cái thời đó là cái thời bắt đầu lính Mỹ bắt đi vào, thì cái bọn trẻ mà khi đi vào đó, anh mới hiểu là khi đi vào đó thì nó đem cả một cái văn hóa của nước Mỹ vào. Anh nhớ cái phong trào hippie không? Yeah. Hippie á, Biết biết. quần quần loe, quần ống rộng rồi loe ra, áo tay áo giống như đàn ông mà giống như đàn bà, áo có bóp eo rồi sao có vạt thiệt dài, cổ thiệt là bự khá vậy. Thì nó đưa vừa quần áo này, đưa về âm nhạc này, các cái đủ đó, là đó là cái văn hóa của Mỹ. Mỹ đi đâu thì cái kia đi theo, rồi nhạc rock and roll nhớ không, The Beatles, rồi hồi xưa là mình nghe là The Venture, rồi Sado, rồi sau này biết là BG, rồi cái đến nỗi đến cái The Beatles, rồi nói chung là Rolling Stone, đã thấy là bắt đầu du nhập vào những cái âm nhạc của nước Mỹ vào đó. Thì lúc đó thì cái phong trào mà thanh niên mình, thanh niên Việt Nam mình thì rất ư là tiếp thu liền ngay cái văn hóa của người Mỹ đó. Cái điều đó mình không có, đó là lịch sử, cho nên là vì đó mình không phê phán, mình không nói tốt hay nói xấu, nhưng mà cũng nói là cái giai đoạn đó đó, cái giai đoạn bà ở đó thì bắt đầu người Mỹ bước chân vào vào Việt Nam thì bắt đầu là giới trẻ và những người ấy là nó có một tính cách tiếp nhận cái văn hóa của Mỹ rất là lẹ làng đó. Thì nó mọc lên ba nè, nói chung là bắt đầu từ từ đó thì Mỹ quá, giới trẻ bị Mỹ quá. Mỹ quá đây có nghĩa là gì, bắt đầu hút. Hồi xưa thì cũng là Á Phi không có, nhưng thằng Mỹ vô, thằng Mỹ nó vô thì lính Mỹ đã ghiền ma túy rất là lâu, lính Mỹ ghiền ma túy rất là lâu rồi, Rất nhiều nữa. rất nhiều Thưa luôn. anh, cái dạ thưa anh thì đó, đến khi mà ông Ngô Đình Diệm ông bị đảo chính đó, thì một hồi sau đó là người Mỹ họ bỏ họ đi vào, thì lúc đó là cái cuộc sống người ta ở Sài Gòn, ở cái nhà ở cái khu tôi đó, thì bắt đầu nó có vẻ là nó đây là cái từ năm 1963 mà đến khi mà bắt đầu mà mình nhìn thấy cái sự thịnh vượng đó, là khi đó là chiến tranh nó nặng nặng độ lắm anh. Nặng Tôi rồi. nghĩ là phải 67, 68, 66, 67 á, thì bắt đầu mình mới thấy những hàng hóa của người Mỹ Đúng, xuất hiện. xuất hiện. Nhưng mà cũng cùng một lúc đó này, và chiến tranh nó lan Tăng tràn lên. về, mặc dù nó không có tràn về Việt Nam, tràn về Sài Gòn, mặc dù cái Ừ. Sài Gòn là trong đô, phía trong Sài Gòn nó không có ảnh hưởng, nhưng mà cái xóm mà tôi là đã đi lính rất nhiều rồi anh. Đây Lúc đó là cái là ở năm đâu cũng vậy thôi. năm một năm đó, tôi có tôi năm tôi đó cắt tôi tôi cắt cái lời anh chút xíu này, có nghĩa là anh biết chờ bà Chiểu, anh có biết cái lăng ông bà Chiểu là cái đức tả quân Lê Văn Việt không? Thì biết ở ngoài biết đường nó thưa anh. có một, ở ngoài đường nó có một cái hàng ba rất là lớn, phía sau đức tả quân Lê Văn Việt nó có hàng ba. dạ Thì dạ ở đó, dạ nó trải dài khoảng chừng một chục bàn, nếu tôi nhớ không lầm, là những cái bàn đó là cái bàn để mà tuyển mộ lính, đủ loại lính, bị đồng quân sư Ok, đoài hiểu, nhớ các cái đủ thứ đó, để cái là lính tuyển mộ quân. Thì đại đại khái là vậy. Thì hồi nhỏ mà chưa tôi chưa tới tuổi thì đó đi chơi thì mấy đúng rồi. ông anh là vô đi đi tuyển mộ, rồi đi với tất cả bàn đó để mà bây giờ gọi là đăng ký, ngày xưa đã gọi là cái gì ta, đại khái là viết viết là đơn nộp dễ Đăng lắm, ký, vô lắm, dễ lắm, đăng ký, đúng, đăng ký anh. đăng ký đi Đăng ký, rồi sao đăng ký. nhưng mà mấy ổng nội vui lắm, mấy ổng đi chừng 2-3 tháng sau này lò bò đi trở về có Tiền nghĩa đi là mỗi kiếm tiền. đi kiếm tiền, vui đi kiếm tiền, đi vô đăng lính rồi xong lãnh tiền đầu quân đầu quân xong là giọt tiền về nhà, về nhà đầu ngủ lại đi lính khác à, vậy đó. Rồi anh tiếp tục đi. Đến năm tôi nghĩ tôi chỉ nhớ là đến năm 60 65 thôi anh. 65 là tôi mới có 13 tuổi thôi. Mà hồi nhỏ nó tôi ở trong xóm á, thì tôi có học đằng, đằng trước cửa nhà tôi, cái mình có ở trong ngõ hẻm đây, thì bên kia đường thì có cái ông ba bụng, thì ông mới có một cái thằng cháu, nó tên là thằng Đạm, nó lớn hơn tôi đâu 3 4 tuổi, thì nó đến đó rồi nó ở với ông, không biết là đâu có đến tôi cũng quên mất rồi,
nhưng mà tôi hay qua đó tôi chơi. Hồi nhỏ tôi hay qua đó tôi chơi, cái đến sau khi mà nó lớn thì sau nó bỏ nó đi, mà tôi hồi nhỏ tôi chơi nó rất là thân. Thì anh biết là có một hôm mà tôi đi học về đây, tôi đi học về cái thì tôi thấy là ông già tôi, ông cụ tôi với lại ông ba ngồi lầm thầm nói chuyện cái gì đó. Thì ông cụ tôi thấy về thì ông cụ bảo thôi Phượng đi vô nhà trong. Thì ở ngoài này ông ba với ông cụ tôi nói chuyện, là ông cụ tôi không cho tôi nghe. Thế rồi một lúc sau đến tôi không nhớ lúc nào thì ông cụ tôi ông ba ông về rồi đó. Thì ông cụ tôi ông mới nói là thằng Đạm nó chết rồi. Ông cụ ông kêu tôi ra, thì tại vì ông cụ tôi không biết là tôi là bạn của nó, thành thử ra ông cụ nói thằng Đạm nó lên lính nó chết rồi. Tức là thưa anh là thế này, tôi nghĩ năm 12, 13 tuổi thôi đó, là tôi đã có những người bạn ở trong chung xóm đã đi lính đã chết rồi, đã đi lính rồi và đã chết rồi. Thì thưa anh là cái Sài Gòn của mình đó anh, mặc dù chiến tranh nó không về, nhưng mà cái ảnh hưởng của chiến tranh đó là mình đã nhìn thấy rồi đó. Trại lính ở bất cứ mọi nơi chỗ nào, ở ngoài đường toàn là lính không. Anh đi học, anh đi ngang chỗ nào cũng là dây kẽm gai. Để đây là từ nhà tôi mà đi lên đến cái trường tôi học là hồi đó đó. Tôi học và cái trường Nguyễn Trãi là bên gần cái khu Đài Phát thanh Sài Gòn ngày xưa đó. Mà tôi đi ngang là toàn là từ nhà tôi mà lên cho nó là đi ngang toàn là trại lính, mà trại lính lúc đó là rất là căng thẳng, là toàn là dây kẽm gai, mà trước Dây cửa kẽm trại gai lính vậy là là bao lô cát, cốt, ba cát, bao là cát. và bao cát và lô cốt là phải có người lính gác. Nên là tôi còn nhớ rõ đấy nha, tôi nhìn từ nhà tôi mình ra qua khỏi cái cầu Thị Nghè, bên cái mặt đó là sở tân lý chiến, đi thêm một chút xíu nữa đằng sau sở mà đằng sau nhà tân lý chiến đó là cục an ninh quân đội, đi thẳng lên một chút xíu nữa là nhà viễn thông, đi lên một chút xíu nữa là cái thành Cộng Hòa, Liên minh Phòng vệ Tổng thống phủ. Tức là cả cái Sài Gòn mình có những cái dinh thự to lớn là toàn là của quân đội để chưa lính để đi đánh Đúng nhau rồi, không, chứ còn đâu có cái gì đâu anh. Những đó cái thành là phố đẹp, như những cái buýt đinh đẹp là những cái buýt đinh là việc của quân đội, của quân đội, của những cái của lính lính của ngày lính, xưa Pháp, đúng rồi. họ của lính lính Pháp họ đó, để họ cai trị dân Sài Gòn. Tại vì thứ anh là cái miền Nam lúc khi mà người 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 Pháp Việt Nam là còn là thuộc địa của Pháp, thì là cái dân trong Nam là trong Nam Kỳ là xứ thuộc địa, là miền Nam thuộc Pháp. Những người sinh đẻ trong Nam ở trước trước năm 1955 anh, năm 1955 là có Hình những như người họ sinh ra có là quốc họ tạp, automatic họ có quốc tịch Mỹ. quốc Bạn tịch tôi Pháp, quốc tịch Tây rất là nhiều, bạn tôi đúng quốc rồi. tịch rất là nhiều anh, tại vì Nam Kỳ thuộc Pháp mà anh. Họ sử dụng cái đất trong Nam, họ sử dụng cái đất đất trong Nam là như là một cái nơi mà một một cái nơi để họ khai thác để họ làm giàu thôi, chứ chẳng có gì cả. Và họ sử dụng cái gì, không phải họ sử dụng bằng cái thị trường, nhưng mà họ sử dụng bằng sức mạnh. Và tại sao sức mạnh anh? Tại vì toàn là chạy lính, là đồn ô ma, đồn ông ba, toàn là những cái đồn này đồn kia, những cái dinh thự nổi tiếng là cái đồn này đồn kia, chứ Rõ chẳng có cái ràng, quỷ gì rõ cả. ràng chẳng có quỷ gì Đúng cả. nhá. Thì trải dài từ năm 1963 khi mà ông Diệm bị lật đổ các cái, thì bắt đầu ở trong Sài Gòn đó, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh, thì giống như anh nói đã có những vài con đường thôi, từ từ Thị Nghè bọc dần ra tới cái hãng Ba Son chạy dài ra kia, là hầu như chỗ nào cũng có lô cốt nè, chỗ nào cũng có kẽm gai, tức như là cái thành phố đang bị biến động, có nghĩa họ ngăn ngừa Việt Cộng nó tấn công, cho nên vì chỗ đó mang bộ mặt thành phố, nhưng thực chất không phải là thành phố, là bởi vì ở đâu đó ở anh dòm ở chỗ nào cũng có dây kẽm gai, anh dòm chỗ nào cũng có lô cốt, và anh dòm chỗ nào cũng có bao cát cả, họ dựng lên chung quanh cái đồn cái được để người ta ngồi trong đó để canh gác. Thì cái tình hình lúc đó bây giờ coi như là nó không phải là bình yên. Mấy thằng này nó xào xạo, nó lên nó nói Sài Gòn kêu hoa lệ bình yên tự do đẹp, nó không có, nó không làm gì có cái chuyện đó. Mà Sài Gòn lúc đó anh nghĩ lúc đó là hầu như tất cả mọi cái điều gì cũng sợ Việt Cộng cả,
Thì chuyện đương tại nhiên rồi. vì cả trong cái cuộc chiến ở trong Nam đây thì là chỉ còn lại cái duy nhất là cái Sài Gòn đó, là nó còn coi như là Còn nó có cái yên trạng ổn thái chút yên bình, đó. Cái thực bây giờ mình chỉ bây giờ mình chỉ trở lại cái câu chuyện Hoàng Ngọc Viễn Đông thôi. Thì thưa anh thế này này, tôi nghĩ đó, cái tôi nghĩ thế này này, cái Hoàng Ngọc Viễn như cũng như lời anh nói, ai tôi nghĩ cái lời anh nói là cũng đúng. Cái Hoàng Ngọc Viễn Đông là cái một cái những cái danh từ, những cái mỹ từ bay bướm mấy ông Tây ông đặt ra, ông đúng dụ mấy ông Lê Dương đến thì đây đó đó để thì đi đó đánh nè, nhau, phải chỉ dụ có vậy thôi, thôi, chứ không chẳng dụ, có cái quỷ không gì cả. không không dụ bằng cách này thì cũng phải dụ bằng cách khác Ừ. để cho người ta mới đi chứ, lì đó Còn thành ra đó là đúng là chính xác hả. còn 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 đây là để bây giờ mình nói chuyện về cái hòn mà đặc biệt là sau này mình coi trên mạng rồi nghe lời anh nói, anh nghe mấy ngày lâu lâu tôi coi tôi cũng nhìn thấy họ họ nói là trên mạng xã hội là Hoàng Ngọc Viễn Đông này thế kia. Để tôi nói cho nghe này, tôi sợ lấy vợ đây là từ năm tôi đã khi mà tôi qua đến năm 1975 đó, mà tôi nó nói là bao trước trước đó là bao nhiêu người hỏi bà cụ tôi để tôi lập gia đình đó, mà rồi tôi đã không đã, hồi Việt Nam mà tôi đã nói là tôi nhất định tôi mới vợ được đây. Đến năm 75 tôi qua đến bên này, tôi có một lần đó, tôi ở San Jose đó, chỗ mà cô con gái của anh ở bây giờ đó, có một người có một lần đó là tôi ở trên đó, tôi đi làm tôi đi học ở trên đó đây. Thế có một hôm cái ông đó kêu là ông tổng, ông tôi kêu là cậu của ông cụ tôi về tôi đến chơi với ông cụ ông tổng, tôi đi làm về đây 11 giờ đêm ông gọi tôi qua. Ông biểu tôi là tại ban ngày tôi rất là bận, chỉ có ban đêm tôi đi làm về thì ông vẫn nói chuyện với tôi được thôi. 1 giờ đêm tôi gọi ông qua, ông gọi tôi qua cái ông bảo là ông biểu mày qua đây mày ăn cơm với ông nó ok không, ông bảo là ăn cơm vừa chưa ăn được ăn chưa ăn hết được bát cơm. Ông bảo là ông cụ tính ông nói là nhà ông có mấy đứa con gái nó, mày có biết mày có thích đứa nào thì mày nói với tao thì rồi để ông gả. Cái tôi mới nói thẳng với ông, năm đó là tôi đã con là năm đó là con là năm 1981 82 rồi chứ đâu phải không anh, 80 rồi đó. Tôi nói không ông ơi, cháu có lấy vợ, con có lấy vợ đâu, cô không, là tôi nói thẳng vậy. Lý mà một mà thưa anh là một cái lý do mà tôi không có lấy vợ đó là tôi đã nhìn biết bao nhiêu cái người đàn bà mà tôi thương mến mà đã chồng đã chết rồi khóc lóc của con cái rồi nó bù lê bù càng, là tôi sợ từ lúc đó này đến năm 1981 là Nó ám ảnh nó ám ảnh tôi. Tôi nhìn thấy trong nhà tôi là có một người chết, cái anh đó là anh Châu, anh chết là năm 1000, anh là lính nhảy dù, con nuôi chồng của cô con nuôi của bà cụ tôi, mà ông năm đó năm 61 ông là lính nhảy dù rồi rồi ông Nguyễn Tránh Thi ông đạo chính rồi ông kéo lính ông ra ngoài đó đánh nhau với ông Ngô Đình Diệm rồi ông bị bắn chết trước cửa thành Cộng Hòa. Mà anh biết không, từ cái thành Cộng Hòa mà về cái nhà của tôi đó là chỉ có trong một nửa chừng km là đến thôi, mà không có mang được xác về nha, không có mang được xác về nhà. Nó là tại sao, tại vì lúc chỉ là con nuôi của bà cụ tôi thì nghe thầm thì nói vậy biết vậy, nói tại sao không mang mang xác được về. Ông cụ tôi ông nói nhỏ là quân phản loạn thì không được mang về mang xác về nhà, kinh hồn đến như vậy đây. Tức là cái không khí chiến tranh là nó bao trùm Sài Gòn, nó cũng như là từ lúc tôi lớn lên tôi còn nhớ mà đến khi tôi bước ra khỏi Sài Gòn năm thì rõ ràng, 1975 có nghĩa thì là nói như vậy tôi nên không hiểu biết rằng là thì đến bây giờ đó tối thiểu ra là những người của tôi đời của tôi với của anh ấy, mà nói về cái Hoàng Ngọc Viễn Đông đó là tại vì hiểu như là đó là những cái mỹ từ tầm của bọn Pháp. những người Pháp họ tạo dựng ra, họ họ để họ dụ dỗ mấy thằng lính Lê Dương. Để tôi nói cho anh nghe cái Sài Gòn của tôi nè, trước cửa một trại lính, bên cạnh cái trại lính bao giờ cũng có một cái động đí, mà không phải một động đí, rất nhiều động đí. Đí là những người dân, đí là những cô con gái ở dưới Đấy. Sài Gòn, ở dưới vùng nông thôn, họ họ bị bom đạn họ không cày cấy được, họ tràn đến đây, họ tràn về Sài Gòn, họ đi tại vì hồi đó có ấp chiến lược này đủ thứ việc ấy. Rồi họ tràn đến Sài Anh ơi, Gòn cái họ thời làm gì đó em, cắt lời chút khổ xíu. vô cùng chứ không phải không, Cái động đĩa ở ngày xưa, tôi nói thiệt anh, nói thì xấu hổ, mình không muốn nói ra đây, chứ nhưng mà có gì đâu anh. nó giống y chang như là nó công khai, và giống như là cái chợ, nó giống y chang Đúng như cái đấy, chợ Chòm Hổm,
có là ai vô cũng được, ai ra cũng được, ai trả, nói chung là nó không phải lén lén lúc không có đâu, không có, bình thường giống y chang như mọi người vào ấy. Thành ra tôi nói thật với anh, cái thời gian đó mình phải nói một cái điều này là cái giới trẻ với con nít ấy, ở thời điểm đó rất là dễ bị lôi cuốn vào những cái chuyện rất là bậy bạ, xì ke ma túy, đúng, gái điếm nè, các cái, thành ra bị lôi cuốn vào những chuyện rất là rõ ràng đó. Hôm nay anh và tôi vạch trần ra những cái khuất tất của cái thời đó để mà người ta đừng có nghĩ là thời đó là Hoàng Ngọc Viễn Đông là rất là sung sướng thanh bình, không có đâu, nó chỉ toàn là nó chuyện xạo không thôi. Hai em già này bữa nay lên vạch mặt, có nghĩa là không khí chiến tranh ảm đạm bu nghĩa là phủ kín Sài Gòn bắt đầu từ năm 1963, từ cái ngày mà ông Diệm bị lật đổ, nó rõ ràng vậy đó. Ở đâu đó ở trong cái khung cảnh hoang tàn của thành phố Sài Gòn, nó chỉ có quanh quẩn vài khu phố của thành Tây xây nó để lại thôi. Ngoài ra chung quanh đó xa xa chút xíu thì như là Thủ Thiêm nè, Bến Nghé nè, rồi cái chịu xóm củi nè, là hoang tàn là và hoang mạc, và tất cả mọi người dân ở các nơi đổ về, bởi vì chỉ còn chút xíu ở Sài Gòn là nơi đó còn được hưởng được cái không khí ít nghe, có nghe tiếng súng nhưng mà ít hơn mấy chỗ khác. Còn ngoài ra ở đâu cũng có cả. Đó là cái điều thực sự vậy. Đừng cái mỹ từ, dùng cái mỹ từ Hoàng Ngọc Viễn Đông là tiện đó là thằng Tây nó đặt ra để mình nó chiêu bộ lính phu, lính Lê Dương thôi. Ngoài ra chẳng có một mẹ gì hết. Không có một cái gì cả. Nó khổ cực đến cùng cực. Và những người con gái xuân sắc mà phải đi bỏ mình đi làm gái điếm để chi, để nuôi bản thân, nuôi gia đình. Nói chung là nó tàn tệ lắm, nhưng mà nó khổ nổi cái lầm. Hôm qua tôi nói trên live của thằng Thơ Quang thì nó không hết ý, là bởi vì nó không có đồng cảm được, bởi vì nó còn nhỏ, nó không bằng mình. Cho nên vì ra nó không có cái sự trải nghiệm và nó không có đồng cảm, mình ra không có cái chuyện mà nói chuyện mà nó có giống như tụi anh. Anh cũng qua rồi, tôi cũng qua rồi, vì chỗ đó mà hai đứa đều sống tại ngay cái trung tâm của nó. Là cái, anh ở Thị Nghè thì tôi ở chợ Bà Chiểu mà, làm sao không biết được. Cái chợ lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mà, đúng không? Vì chỗ đó ra chúng ta là hôm nay tôi nói, bởi vì nói những cái chuyện ngóng ngắt của những cái tụi nó hay nói rằng hồi xưa là Việt Nam là phải Hoàng Ngọc Viễn Đông, nếu không có cái này kia là đủ mạnh hơn, sẽ giàu mạnh hơn Nam Hàn đồ Triều Tiên. Tôi nói biển đi, đủ má đói thấy mẹ luôn, đừng cái sợ sao. Thế tôi cởi một kỷ niệm cái nó khổ đến mức độ vậy nè. Hồi xưa không có tivi, thời đó không có tivi, thì cái thời lính biển vào thì tivi nó phát trên trực thăng, để biết mà nó phát ra rồi mà khi mà nó phát ra thì nó không có ổn định. Đúng. Mà ở nhà có một thằng cha kia, nó gọi là chú tư gì ta không quên mẹ tên rồi, nhưng mà ổng đêm ổng làm ở, ổng là đại quý thì ổng làm bên cái khu gì đó, thì ổng lấy cái đồ biết kìa, trong một cái xóm mấy ngàn hộ dân mà chỉ có một cái tivi đang trắng mà cà quắc nó hình nó không có dựng. Và anh biết người ta bu giống y chang là đi coi sân vận động mà cái tivi có 19 inch thôi, 19 inch à, mà biết nó khổ mà người ta có, mà người ta khổ lắm anh, coi rồi mệt lắm. Ý tôi muốn nói cái gì, không có giàu có con mẹ gì hết trơn, đời dân khổ cùng cực, dân đen thì khổ thấy mẹ luôn, trừ không ai không có người giàu, nhưng những người đó là phải có cái sự ràng buộc và ăn kết nối với cái đám mà coi như là lính Mỹ, có nghĩa là ví dụ anh phải làm trong một cái tổ chức gì đó, hoặc là ở là phải là cấp thiếu tá hay là đại quý quân vô cái gì đó để mà dính líu cái kia để mà lấy ra thôi. Mày ra dân mẹ đói thấy mẹ luôn, làm gì có cái chuyện mà luôn giàu có. Anh nói chuyện về cái thành phố Sài Gòn cũ này, nhắc tới những cái chạy lính, nhắc đến cái ổ điếm, tự nhiên tôi tức giận dễ sợ. Ta là cái ổ điếm ở Sài Gòn tức là nó công khai chứ nó không có dấu diếm. Dấu diếm? Anh đi ra ngoài đường người ta vẫy ông lại, người ta vẫy ông lại. Có những người đàn bà họ đứng ra họ vẫy lại, họ vẫy người lại vào đây. Kể cả con nít luôn. Con nít người lớn gì là tôi mà bây giờ tôi mới thấy là đó là một cái sự đấy. Ai nói bây giờ có ai mà dùng cái danh từ Sài Gòn Hoàng Ngọc Viễn Đông thì tôi sẽ nói là lúc đó tôi ở đó, đó mỗi lần tôi đi ngang ra một cái ngõ bên cạnh cái trại lính thì là tôi biết là trong ngõ nó có rất nhiều ổ điếm. Và tôi đã được, khi mà tôi đi ngoài ngoài đường
ngoài ngoài đường cái, ngoài ngoài đường cái mà tôi đi bằng xe đạp. Hồi đó bắt đầu còn đi xe đạp, mà sau này rồi còn có những cái xe gắn máy mà tôi đã đi, thì là tôi đã gặp biết, tôi đã đi đến biết bao nhiêu nơi mà có những người đàn bà họ vẫy chào tôi đi vào đó để chơi điếm anh. Tôi nghĩ đó, đó là cái hành động mà nó là, tôi nghĩ đó là cái hình ảnh mà nó đâm vào cái đầu tôi nhiều nhất, và nó làm tôi đến bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại thấy, thấy tội nghiệp cho dân Sài Gòn thật, Bây thời giờ đó tôi chứ mới không phải nói với không anh, đâu, bây giờ tôi nói cho anh, nhục bây giờ nhã chứ không phải không anh à, đó là một cái xã hội mình phải nói là băng hoại nhất, tội nghiệp băng chứ không phải hoại không nhất anh. và xấu xa nhất trong cái xã hội cũ ngày xưa. Là bởi vì tôi đã từng kể mà hầu như tất cả những người lớn tuổi như tôi với anh đều hiểu rằng, bây giờ tôi kể sơ rằng những cái ổ điếm mà cái vĩ đại lớn á, thứ nhất là bến xe miền Tây, thứ hai là bến xe miền Nhiều Đông, lắm mà, nhiều lắm, rồi cây da nhiều xà, vô cùng, nó có những cái địa danh mà dồn là biết, mà nghe cái đó là mình hiểu, nghe là nghe biết rồi, nghe rất là chạy như ở Gò Vấp ngã có bãi cháy, ngã ba trùng chó, Gò Ba Chuồng Chó, bãi ông gì nghe đến ngã ba số trùng chó cháy, là ông biết rồi gì bệnh viện Cộng đủ Hòa, thức nơi, nói chung là không có chỗ nào mà đủ không có đủ cả. mọi nơi, tức là những cái ổ điếm nổi tiếng, tức là nó Nổi lan tiếng tràn á cho con thành như phố cây da là xà nè, những rồi đấy trời ơi nó thì thôi, nói như vậy thôi để hiểu mà. rằng, nói như vậy để hiểu rằng cái xã hội ngày xưa chẳng có cái gì tốt đẹp cả, và nó băng hoại đạo đức đến mức độ hầu như là ngán ngẩm. Hôm trước tôi với anh đã làm một cái like là những người phụ nữ trong thời chiến, Tội anh nghiệp có lắm nhớ, không? anh có nhớ rất nhiều, mình không nhục mạ hay gì, nhưng mà mình cảm thấy thương cho cái số phận những người phụ nữ trong cái thời Chứ đó, còn nữa anh. Chứ và còn mình nữa anh. tôn trọng, mình rất là xúc động. Mà Tội bởi vì nghiệp. họ không muốn làm điều đó, nhưng mà hoàn cảnh thời gian và điều kiện không cho phép họ nghĩ khác được. Bởi vì ở dưới quê lên, thứ nhất người đàn bà ở dưới quê lên khi chiến tranh chạy lên, chồng thì bị mất tử trận, một thân mà nuôi con, hoặc là những người còn son trẻ chẳng biết làm việc gì. Thứ nhất anh biết sao, ngày xưa là không biết chữ rất là nhiều, bị mù chữ rất là nhiều, dưới Đúng quê không rồi, học chữ, mà đúng đã rồi, không có chữ thì lên lên thành phố lên lên đây làm cái gì được cái gì, tội không nghiệp ở lắm anh, đợi, tội không nghiệp ở đợi thì cũng bán con giấy số, không bán giấy số vậy là đi xa vào con đường vào những cái động điểm, nó rõ ràng như vậy, chắc chắn là 100% vậy. Đó là những chứng, tôi và anh là những chứng nhân của lịch sử, là chứng nhân của mọi người dân sống ở thành phố Sài Gòn cũ ngày xưa. Anh biết ngày xưa nó có những cái con đường đi trên đường Chi Lăng, bây giờ cái con đường mà đi, lên Cầu Bông là hồi xưa là con đường Lê Văn Việt phải không, bây giờ nó gọi là Đinh Tiên Hoàng Cầu hay gì đó, Bông mà nó đường lên Cầu Bông là đâu phải cái đường đó, là cái đường quỷ gì lâu quá rồi quên mất rồi, lâu quá quên tôi mất không quên, mà tôi nhớ về rồi Lê Văn đường Việt, Cầu tại Bông mà không nhớ ở đâu đó nó có cái không. trường Lê Văn Việt, trường nữ sinh, trường nữ sinh Lê Văn Ồ Việt, nữ sinh Lâm Việt, ok, đúng rồi, nhớ nhớ trường nhớ nhớ mới nhớ có tên đường Lê Văn Việt, nhưng bây giờ nó không ok còn tên, bây giờ nó không còn Lê Văn Việt nữa, mà nó đường cái không gì á, nó sao đường cái gì tôi không biết nữa, nhưng mà bởi mà lâu quá quên tôi không quên rồi quên quên cha luôn rồi đó. Tôi rồi. ở nơi một cái chơi là ở nơi đâu dòm ra thì dân chúng cũng lam lũ, cũng nghèo chết mẹ chết cha luôn, chứ không có cái chuyện gì mà có đó. Thành ra đây hôm nay cái live này để nói cho mọi người hiểu rằng cái thời đó không phải là Hòn Ngọc Viễn Đông có con mẹ gì hết, mà cái thời điểm đó là nơi đó Người ta bóc lột, đạo đức bóc lột. văn hóa xuống cấp trầm trọng, nói chung là tất tần tật những cái gì xấu xa của xã hội đều dồn vào điều đó cả. Bởi vì sao, khi lính Mỹ vào thì nó phát sinh ra cái chuyện là bar gây điếm nè, ma túy nè, rồi bọn trẻ lại không có công ăn việc làm, lại chạy theo mấy lính Mỹ để xin đánh dài, nhớ không, cầm cái hộp dài, cái chuyện nó rõ ràng như ban ngày. Nếu mày không tí mà tụi bay không biết, tụi bay đọc những cái cuốn truyện của Duyên Anh đi, Luật Hè Phố, anh có đọc mấy cái bài cùng mấy cái đấy, Có Nguyễn đó Anh đó là quê cái thật quê mình thời đó đã viết ra, những nhà văn đã viết ra những cuốn sách của trẻ bụi đời như thế nào, làm sao có trại tế bần, đó là những người mà vô trẻ mồ côi không cha không mẹ để vào trại tế bần để mà nói chung là tất tật đó sách sử. Mà đây là cái ông này là đại quý nha, cái ông mà Duyên Anh là đại quý không biết mình cũng à, không biết đúng rồi. mình nói cho anh nghe là bây giờ mỗi lần đó, mình thương anh mới thương với các bạn này. Mỗi lần mình bây giờ mình nghe ai mà nói đến Sài Gòn là họ Hòn Ngọc Phấn Đông À, thì là tôi sẽ tại nói vì một câu thế này, tôi tức anh. tôi sẽ nói bây giờ tự nhiên này nói chuyện với anh tôi mới nổi điên này, là tôi chỉ nghĩ là những
những cái động điếm ở Sài Gòn. Tôi nghĩ là cái điều đó đến bây giờ mình nghĩ, ngày xưa mình nhìn thấy mình thấy nó quen rồi, mình thấy đau lòng, bây giờ mình ngồi mình nghĩ là mình thấy nó nhục nhã. Tại vì Thì bởi tôi vậy nói tôi cho mới người, để anh nói đi. tôi nói là không có cái hình ảnh nào mà nó nhục nhã bằng cái hình ảnh đó đâu. Hình ảnh những đứa trẻ con nó đi, nó vời khách đi vô chơi gái, chơi đi 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 chơi gái ngoài đường ấy, Thảm lắm, thảm không có lắm. cái hình ảnh nào nhục nhã cho bằng những người đàn bà họ có bầu, họ phải đứng ra họ mời chào mà không phải không kín đáo nha, mời chào bằng cách công khai vẫy gọi, ơi vô đây đây nè, chỗ này nè, đây cho chỗ này, chỗ này, mà không Bởi phải một vậy nơi nha, răng sắt ở trên Sài Gòn, trên Gò Vấp, mà họ là, mà anh biết thưa anh thế này này, làm cái điếm thì ở đâu là cũng bất hợp pháp cả, nhưng mà ở nơi đó là coi như là làm công khai, và coi nó như là không phải làm là một công chỗ khai mà nó hầu như mà chỗ đang nào cũng lan có. tràn. Mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, ngày xưa đó mình có người mình có trai gì mình cũng có để ý, bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại tội nghiệp, thật là xấu hổ và thật là tội nghiệp. Ở cái Sài Gòn của anh ngày xưa thời chiến tranh đó, nơi đó là người ta là cái nơi người ta bóc lột lẫn nhau, thằng mang cô bóc lột cô con gái, thằng đến trước bóc lột cái người thằng đến sau, cái người đến sau, bà đến trước bà nạn nhân chiến tranh lên trên này trước, đi làm điếm trước có bầu, bóc lột cái cô con gái phía sau đặt mình có cái chút tiền đầu ấy. Mình nghĩ là đó là một cái tình trạng rất là tội nghiệp cho cái dân, cho cái dân miền Nam mình. Tại vì thế rõ ràng thế này này nào, chiến tranh ở Việt Nam, chiến tranh ở trong Nam đó, từ năm mà bây giờ mình thôi mình cứ thu lại từ năm 1963 đến năm 1975 đi, là nó đâu có thu dọn ở nơi nào anh, nó ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi nơi ở ngoài nông thôn. Ở Sài Gòn thì được tí Sài Gòn nó còn yên bình, nhưng mà ở bên ngoài Gia Định là coi như rất là mất an ninh. Ở Gia Định thì được cái tỉnh lỵ, chứ không còn phía ngoài đồng ông cọ như là cái Gò Vấp là rất À, là không quên có nó an nhắc ninh tới rồi. cái điều đó, mới nhớ tới Đấy. cái đồng chó ngáp, cái đồng chó ngáp, anh nhớ cái Đấy. đồng chó ngáp không? Tức Nó nghĩa đâu có là xa đâu, nó là đúng cái không? đó thì thưa anh, bây giờ thế này này, bây giờ nghe anh nói thì tôi mới biết, tôi lặp lại thế này nhá, mỗi lần mà tôi nghe đến cái Hòn Ngọc Viễn Đông ở Sài Gòn là tôi nhớ những cái hình ảnh thô bỉ tàn tệ và nhục nhã như vậy đấy. Những đứa con nít đứng ra ngoài đường vời vời khách vào cái xóm nó chơi điếm, những mà những cô con gái làm điếm là gì, là mẹ nó, là chị nó, À, thì và cái chuyện đó nó là một cái công khai. có đây hôm nay hai ông già này lên lật mặt cái Hòn Ngọc Viễn Đông cho mọi người hiểu điều đó, và tôi và anh Phượng là những người chứng nhân của lịch sử những cái thời gian ông ấy sống ở Việt Nam, cũng giống như thời gian của tôi sống Việt Nam không xa lạ lắm đâu. Trời, bà chịu nó chưa khủng khiếp ở bên cái chỗ của anh ở, bởi vì sao nó đông hơn là bởi vì sao ở đó nó có đại lính, anh nhớ không, đại lính Chạy lúc lên đó Tùng Châu mà đủ cả chạy lính ở bà đã đó, có đại lính là đi như đủ là phải có địa điểm có cái đi. đi khổ vậy, nên việc lên ra ở đâu cũng có, nó trải dài khắp bây giờ xưa như Sài Gòn, thì cái đó nó giống như là tát vào mặt những cái thằng nào mà nói là Việt Nam Việt cái gì Việt Nam Hòn Ngọc Viễn Đông, cái đó là cái điều tôi sôi máu, bởi vì ngày hôm qua là tôi muốn nó lên nói chuyện với anh là về tiếp tục cái câu chuyện này. Và bởi vì khi mà tôi nói chuyện lên cái diễn đàn của thơ quan nó chưa hết ý, nó chưa lột tả được những cái Ok. đó, bởi vì Dạ. thơ quan nó còn nhỏ, nó không hiểu được ngóc ngách Dạ của cái dạ. sự việc, thì hôm nay anh Dạ. và tôi đã lôi ra những cái chuyện mà mặt trái của cái vấn đề của Hòn Ngọc Viễn Đông đó cho anh nghe. Thất học, mù chữ, gái điếm tràn lan, me Mỹ, me Tây, ma túy, đánh dài, nói chung là tất tần tật những cái gì mà coi như thuộc về cái dạng coi như là đạo đức xuống cấp đều nằm ở Sài Gòn cả, gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông của mấy ông ấy. Anh biết không, Tôi anh nghĩ có anh nói rõ ràng chính xác, đứa con 5-6 tuổi đã biết mời chài khách cho mẹ rồi, có nghĩa là một đứa con nít lôi kéo một thằng khách làng chơi vào chơi mẹ nó, anh thấy nó nhục nhã mà nó xuống cái tầm đạo đức trầm đau trầm đau trầm trọng không. Và ở đâu đó ở Sài Gòn nơi nào cũng có, nơi nào cũng có kẻm gai, nơi nào cũng có bao cát, nơi nào cũng có lô cốt. đấy, cái sự cái nếu mà có ai nói đến cái Hòn Ngọc Viễn Đông mà cái sự thịnh vượng của nó là nó cái sự thịnh vượng nó đến từ đó, đó nó đến từ những cái đồng đồng tiền của những người lính, người ta đi lính á, thì người ta được tiền,
Thì những người còn sống thì một tháng được bao nhiêu tiền, còn những người chết đi, thằng ông nào mà lính chết đi thì được đâu 12 tháng lương. Thì ban đầu là còn được 12 tháng lương, là sau đó là người ta ăn chặn ăn bớt đi, tại vì thưa anh lúc đó là cái tiền chiến phí của Việt Nam là một cái chiến tranh Việt Nam là tiêu thụ rất là nhiều tiền và công việc của nó, quần áo như là giày dép là thực phẩm, thức ăn khô, những cái gì để phục vụ cho năm hơn nửa triệu người lính Mỹ ở đó anh, rồi còn lính đại Hàn, rồi còn lính đại loại lính này lính kia, lính phi luật tân có cái kiểu chơi của các lính phi luật tân, lính đại Hàn có cái kiểu chơi của lính đại Hàn anh. Mỗi thằng lính nó đến Việt Nam nó mang theo một cái bệnh, là cái bệnh mình kêu là cái bệnh da liễu, cái bệnh hoa liễu, mình kêu là cái bệnh hoa liễu là cái bệnh Bệnh lậu, bệnh lậu, bệnh lậu. lậu đó. Mỗi một cái sắc dân, mỗi một cái sắc lính nó mang theo một bệnh lậu riêng của nó. Khủng khiếp chưa? Cái người Mỹ họ mang, cái lính Mỹ nó có cái sắc, nó có cái bệnh bệnh lậu, có cái bệnh hoa liễu riêng của nó. Cái thằng đại Hàn, lính đại Hàn nó có cái bệnh bệnh hoa liễu riêng của nó. Cái thằng phi luật tân nó có cái bệnh riêng của nó ấy. Đó là À, cái nó tệ xíu nó nạn, mang qua mà đó là đây một nè. cái tệ nạn mà ngày xưa đã chấp mà ở miền Nam Việt Nam đã chứng kiến. Mà theo tôi nghĩ nó không phải riêng Sài Gòn đâu anh, tôi có những thằng bạn đi các vùng chiến trường khác, ở nơi Cũng nào vậy ở thôi. ở đâu cũng vậy thôi, ở Ba Mê Thuột cũng vậy, ở Pleiku cũng vậy, ở miền Tây, ở các quân khu nào cũng vậy. Có nghĩa là gái điếm đi theo lính, nói chung là ở Tại vì đâu cũng họ vậy. không, lính thì lính là tại vì họ có lương, lính Việt Nam có lương, cái lính Việt Nam, lính đại Hàn có lương, lính đại Hàn, lính Phi nó có lính, lính Thái Lan nó có lương của nó, lính Mỹ nó có lương của nó có lương của nó, lính mà nó làm gì thì nó Rồi tiêu chứ nó rồi làm gì ok, vậy. theo tôi thấy thì chúng ta nói như vậy cũng khá đầy đủ để bao quát lên cái vấn đề coi như là cái Hòn Ngọc Viễn Đông. Cái Hòn Ngọc Viễn Đông là như thế đó, có nghĩa là nó chẳng có gì đẹp đẽ cả, và nó thảm hại đến một mức độ có nghĩa là văn hóa đồi trụy, nó kiểu có nghĩa là đồi trụy đến đến một cái chỗ là hết mức luôn, cái này tận cùng của sự đồi trụy. Nên nhớ qua câu Ok. này ghê gớm, giống như anh Phượng vừa mới nói, nó có nghĩa là con lôi kéo trời chài mồi khách làng chơi vào chơi mẹ nó, là mày nghĩ là coi như là hết rồi, không còn cái gì tận cùng số nữa. Mà ở đâu cũng vậy, có nghĩa là ở khắp ngang cùng cỏ hẻm ụ của miền Nam Sài Gòn, đó là cái miền Nam đó mà chúng nó gọi là coi như Hòn Ngọc Viễn Đông đó. Thì thôi tôi rất là buồn về mỗi lần nhắc lại tự nhiên tôi cũng phẫn muốt anh. Tôi nghe nó tôi nghe nó nói là tôi ghét, mà tôi ghét mà một mình tôi nói thì tôi không có nói, để tôi nói với anh hiểu rằng tôi với anh lên diễn đàn này nói để chứng thực cái chuyện đó, tôi với anh nói có thật chứ không phải nói láo, anh hiểu tôi nói chưa? Đây tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ở trên mạng xã hội tôi nói về cái tâm tình của tôi về cái Sài Gòn từ nào giờ. Anh tôi mến cái thành phố đó lắm anh, nhưng mà hôm nay tại vì nhắc đến cái chuyện này thì đâu cũng vậy, anh nó có cái mặt này thì nó mặt kia. Một bây giờ nói chuyện với anh ngày hôm nay tôi chỉ đầu óc tôi bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh đó, Đúng rồi, hình ảnh của những cô con gái từ dưới đồng bằng, từ tội dưới lắm Cà anh. Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, Mỹ Tho tràn về Sài Gòn chạy tị nạn cộng sản bị bom nhiều quá mới chạy lên phố tị nạn cộng sản đó, chạy về thành phố không làm gì, đi bám theo những người lính đại Hàn, họ bám theo những người lính đại Hàn, họ sống bám theo những người lính Phi Luật Tân, bám theo những người lính Mỹ, bám theo những người lính Việt Nam. Nói một cách kết luận lại cho anh hiểu rằng cái điều sau khi tàn cuộc chiến 30 tháng 4 vừa được ký được được giải phóng xong hai miền Nam Bắc xâm và một nhà, thì có một số thành phần mình gọi là con lai, anh hiểu tôi nói cái điều đó không? Đó là cái hậu quả và cái kết quả của cái những năm chinh chiến của những người lính ngoại bang vào Đúng đất đúng nước mình, và mấy trăm ngàn người là cha không biết đó, đó là một cái minh chứng hùng hồn. Và hôm nay tôi và anh Phượng đã nói lên cái điều đó, bởi vì họ không quan hệ thì làm sao mà có con được, chuyện tào lao, chuyện là minh chứng thế mà rõ ràng. thế anh thế này cái tôi nghĩ đó thì đến ngày 30 tháng 4 khi mà chiến tranh chấm dứt mà Sài Gòn giải phóng
thì có những người họ rất là mệt mỏi và sốc sức xấu hổ về những cái thời gian mà họ đã bước qua, thành thử họ mới tràn ra đường, họ mừng rỡ, họ đón chào Đó những này. người lính bộ giải phóng là như vậy đó. Mà không phải họ chỉ đón chào Sài Gòn mà họ đón chào ở tất cả mọi tỉnh thành, họ mệt mỏi, họ xấu hổ, có nhiều cái lý do để mà họ đón chào. Nhưng mà với tôi ngày hôm nay nói chuyện về cái danh từ Hòn Ngọt Vấn Đông là họ thấy rất là xấu hổ khi mà quốc gia nơi cái mảnh mảnh đất của họ sống như vậy mà bị xâm lăng bởi những người lính ngoại nhân này. Rồi đó là căn bản, rồi họ nhìn thấy con cái của họ, đồng bào của họ, hàng xóm của họ phải tha tha sân thất sở đi làm những cái hành động mà tôi làm những việc làm mà tôi và anh vừa nói vừa qua. Tôi nghĩ tối thiểu ra những tất cả những người nào mà dùng cái danh từ Hòn Ngọt Viễn Đông là mà để mà bôi bóng nó ra, để mà làm bóng cho cái lịch sử đã qua đấy, thì tôi thiểu ra thế này này: mình muốn bôi bóng cái gì, đầu tiên đó là mình phải lương thiện với chính con người mình phải lương thiện với cái con người mình không có lương thiện được với cái con người mình sẽ không bao giờ làm được bất cứ một cái điều gì cả. Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông của tôi ngày xưa là những cái động đĩ triền miên, những đứa con nít nó chạy ra ngoài đường, nó vẫy chào những khách làng chơi vô đi khách với mẹ nó, với lại chị nó. Đó là một cái sự nhục giả. Ê kìa, thôi Kê ok, như mình vậy nhìn là đây. mình hàng già mình nói như vậy cũng quá đủ à. Để bổ sung thêm cái ngày hôm qua mà tôi lên live tôi nói với thằng Thơ Quang thì cũng chưa hết ý. Cảm ơn anh đã hợp tác với tôi và lên đây để nói chuyện cái buổi ra ngày hôm nay. Dạ Rồi, vâng ok, anh, anh còn gì để nói nữa dạ không? mình chắc vậy đủ. Mình cảm ơn anh hôm Rồi nay ok, rồi nhắc ok. lại nói một chuyện với tôi. Chào anh. Dạ vâng, Vâng, cảm ơn rất nhiều nha. Anh tạm biệt dạ vâng, cả khăn nghe những người chào ở quý dưới vị, đây. chào các Rồi bạn. ok, rồi. Hẹn kỳ sau nói một cái đề tài nó vui hơn. Đúng rồi, nói đề tài này nó Ok, buồn quá nó mà tức tôi không xấu hiểu, hổ tôi nha, không hiểu ở tôi đây cũng buồn nó có những cái diễn đàn nó buồn cười lắm anh. Nó lấy cái điều đó mà làm vinh dự. Ngày xưa Việt Nam của tao là đủ có Hòn Ngọc Viễn Đông là nếu mà không có chuyện gì xảy ra bây giờ hả, thì mà Nam Hàn bỏ hơn giàu hơn Nam Hàn. Nhục nhã ơi là nhục nhã mà mình nói không được, mà bởi vì sao không có người mà để mà ngồi tôi với anh tâm sự giống như tôi với anh tôi nói chuyện với nhau, kể anh kể những chuyện của anh, tôi kể những chuyện của tôi, nó mới chứng thực được sự chân thật. Còn bây giờ tôi nó cứ vinh quang nó cứ nói trời ơi ngày xưa Việt Nam giàu lắm, Việt Nam đủ ăn bơ sữa không à, đủ mà nó không hiểu, giống nhắc lại nó không hiểu tại làm sao ăn bơ sữa, đơn Mà giản nó thôi, có, nó tại thế đâu. có mẹ nó có làm được gì đâu không ăn nhưng mà nó không hiểu. Ok, cảm ơn anh rất nhiều Ok. nghe. Rồi.